Minh Thúy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong chương trình tài liệu đặc biệt hôm nay thì Minh Thúy xin gửi đến quý vị một tài liệu liên quan tới ngành nông nghiệp trồng trái dứa hay còn được gọi là trái thơm. Kính thưa quý vị, khi nói đến những sản phẩm gia thuộc là đồng nghĩa với thế giới thời trang, nhưng chúng ta đã biết quá trình sản xuất vật liệu liên quan đến rất nhiều động vật bị giết hại và một số động vật đó đang trên đường bị diệt chủng. Pinyan Test đã nghiên cứu tìm ra vật liệu bền vững được làm từ những sợi lá dứa thay thế cho những động vật bị giết hại để lấy da. Vâng, quý vị không nghe lầm, nguyên liệu chính để làm loại vải này là lá của trái dứa. Lá dứa có độ bền cao, thân thiện với môi trường, họ đã lấy từ những chất phế thải và làm tăng giá trị của nó bằng cách biến đổi nó thành những mặt hàng trang phục may mặc. Các phụ kiện này được làm từ lá của trái dứa được khử mùi, sau đó được làm thành một loại vải. Đó là Pinion Test được sản xuất bởi Ananas Anam, một công ty hãng dịch may có trụ sở tại London do Carmen Hihosa thành lập. Tiến sĩ Carmen Hihosa là người sáng lập dự án này sau 5 năm nghiên cứu kỹ lưỡng và phát triển đã diễn ra tại Philippines, Anh Quốc và Tây Ban Nha. Bà đã giới thiệu tới mọi người một vật liệu mới, một loại vải có tên là Pinion Test. Từ piñan trong Pinion Test, là chỉ lá dứa trong tiếng Tây Ban Nha và Philippines. Câu chuyện của bà bắt đầu từ Philippines, một nơi có những làng quê xinh đẹp. Để tìm kiếm một thứ thay thế cho da, bà đã gặp Baron Taralot, một loại vải may mặc, được mặc bởi những người đàn ông Philippines, được làm bằng những sợi lá từ trái dứa. Thông qua công ty Ananas Anam, tiến sĩ Hihosa đã làm việc với nông dân trồng dứa tại Philippines. Để chiết xuất những sợi lá dứa, mà thông thường đã bị bỏ lại và để thối sau khi trái cây được thu hoạch. Những vật liệu này đã có sẵn mà không cần phải thêm đất, nước, phân bón hay nhiên liệu để tạo ra. Nhiên liệu này còn rất thân thiện với môi trường. Gia dứa không phải là dễ thực hiện, nhưng vì đây là phần còn lại sau các vụ thu hoạch dứa nên tác động môi trường của nó tương đối thấp. Và kính thưa quý vị, công đoạn sơ chế dứa thô và nhuộm được thực hiện trong các nhà máy tại Philippines. Sau đó chuyển tới bonetest, một nhà máy tại Tây Ban Nha để sản xuất thành các loại vải có thể thay thế cho da. Pinatest cũng là loại vải đầu tiên được nhãn hiệu Pita thuần chay chấp nhận. Sau cùng khi các sản phẩm không còn được dùng nữa, thí dụ như những sản phẩm này, sau một thời gian chúng ta dùng đã cũ hoặc là đã chán không muốn dùng đến nữa, thì chúng ta có thể vứt bỏ nó xuống đất, thì loại vải này có thể phân hủy, thành những phân bón và trở về với môi trường thiên nhiên như những phân hữu cơ. Theo lời tiến sĩ Hiuza giải thích, đây là một điển hình về vật liệu sản xuất hàng loạt, có thể giúp đỡ cho nền kinh tế đang phát triển và giúp duy trì các cộng đồng có tác động môi trường thấp trên trái đất và có thể đem lại thu nhập cho nông dân khi tạo ra một ngành công nghiệp sáng tạo mới cho các quốc gia trồng nhiều dứa. Pinyon test là loại vải nhẹ và chắc chắn nên có thể dùng để sản xuất giày, túi sách, nón, nệm và nhiều sản phẩm khác. Loại vải này rất linh hoạt, có thể nhuộm hoặc in lên vải, dập nổi, làm cứng, mềm hay làm phẳng tùy ý. Bà Hihosa hy vọng mọi người cũng có thể nhìn thấy tiềm năng của Pinyan Test trong nền công nghệ dệt may hiện nay. Nghề dệt may mới của Pinyan Test đã được giới thiệu tại trường cao đẳng nghệ thuật Hoàng gia vào ngày 12 tháng 12 năm 2014 như là một tài liệu đa dạng bền vững và linh hoạt và dự đoán đây là một loại vải bền vững mới được làm từ những sợi lá của trái dứa. Tiến sĩ Hihoza đã từng có rất nhiều thành tích xuất sắc trong việc thiết kế và sản xuất hàng gia, bán hàng thông qua công ty riêng của mình tại Iron từ năm 1978 đến năm 1995 và cung cấp các cửa hàng bán lẻ gồm Harrods, và Liberty tại London. Tiến sĩ Hihosa đã làm việc tại Philippines với tư cách là một nhà chuyên gia tư vấn cho Trung tâm Phát triển và Thiết kế Sản xuất của Philippines vào những năm 1990. Nhận thức được phẩm chất của sợi lá dứa có những nét quyến rũ và sắc nét, bà đã bắt đầu khám phá những cách để có thể phát triển một loại vải dệt mới, vật liệu có thể được sử dụng như một vật liệu thay thế cho da thuộc và hàng may mặc và kể từ khi hàng dệt da bằng lá dứa trông rất giống da thực sẽ mang lại cho bất kỳ sản phẩm hoàn thiện nào của nó một cách nhìn thoáng mát cổ điển mà không cần phải sát sinh để lấy da da dứa có thể là một tương lai ngọt ngào của thời trang những người yêu thích với trái dứa hãy nên vui mừng bây giờ chúng ta có thể đeo trái cây nhiệt đới ưa thích của mình qua những vật dụng thời trang và thanh lịch cảm ơn quý vị đã theo dõi minh thúy xin kính chào mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới